Chào tất cả anh em thợ nha. Hôm nay thì mình cũng đang rảnh rỗi đây thì cũng tiện cũng có một con xe của Ablet đây thì nó đang bị cái trường hợp là mình chỉnh gió này, chỉnh con vít gió này, chỉnh ra chỉnh vào nó đều không được. Thường thì vít chỉnh gió anh em nào biết thì không nói, nhưng mà nhiều anh em không biết thì thường cái con này thì nó thường là chỉnh ngược chiều kim đồng hồ là nó to lên nhá, thì lưới gió ra thì nó sẽ rồ ga lên, mình chỉnh các kiểu không được. Mình cũng đã cài đặt lại họng ga rồi, cũng không ok nhá, cũng không chỉnh được ga anti. Thì mình cũng chỉnh cả con TB để tăng điện áp TB lên cũng không được. Giờ mình sẽ chia sẻ cho anh em cái cách chỉnh như này thì nó nhanh và nó hiệu quả, và cũng tiện đây thì mình cũng muốn chia sẻ luôn. Cũng có nhiều anh em hỏi mình. Thực ra thì nhiều cách thì cũng đơn giản với những em biết rồi, những em chưa biết thì mình muốn chia sẻ về cái cách làm cho cái tay ga của cái dòng đời mới 2 dây ga. Thường thì có nhiều anh em thì sẽ bỏ một dây đi để cho nhẹ, nhưng mà thường thì khách người ta sẽ không muốn như vậy nha. Muốn là để nguyên bản, nhà sản xuất nó đã ra như vậy thì phải để nguyên bản thì mới ok. Thì mình sẽ nói về cái vấn đề chỉnh gió này trước. Thì mình sẽ nói về cái chỉnh tay ga sau nhé. Cầm cái cách của mình thì nó đơn giản thôi. Đây, mình cũng đã chỉnh các kiểu rồi, nhưng mà ga anti không chuẩn và có lúc thì mất ga anti nhé. Chỉnh đi chỉnh ra chỉnh vào nó cũng không gang ti, nó cũng không hoạt động nhiều, nó cũng không thay đổi nhiều. Bây giờ mình sẽ nổ lên như này và mình tháo con vít nhựa ra nhé. Quay tháo con vít nhựa này ra. Mình để như vậy nhé, anh em cứ vệ sinh cho mình cái con vít nhựa này. Mình sẽ cho một ít vào đây. Rồi cho một ít vào đấy thì nó tắt máy cũng được. Xong rồi mình đợi mình một chút, mình sẽ xịt cái con. Anh em xịt nó thông được hết cái này ok nhá. Thì quan trọng là em chỉ cần ga to lên một chút là ok. Em cho vào là chỉnh được gió ok luôn, chỉnh ra chỉnh vào to nhỏ là được nha. Đây, đây là mình đang cho to nhé. Cái trường hợp thì mình cũng nói thêm nhé, thì anh em chỉ cần ga to lên như thế, anh em vệ sinh cho mình cái vít nhựa là ok. Và cái trường hợp mình cũng nói là trước thì mình cũng làm một video về hụt ga của cái con cảm biến cầm chừng này, thì mình có làm cái video là kéo giãn lò xo. Thì có anh em bảo là làm thử thì cũng một phát là ok, nhưng có những anh em thì chưa được. Thì anh em cứ xử lý cho mình cái con này kéo giãn nó so xong. Nếu mà ga nó không hết hụt thì anh em làm cho mình cái cách vừa nãy mình làm ở con vít nhựa này là ok luôn nhá. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cho anh em thêm về cái cách xử lý của dây ga. Thì con này thì nó là một dây thôi. Thường thì nó sẽ nhẹ tay ga hơn cái dòng 2 dây. Thì nếu mà anh em nào mà không bỏ một dây đi thì làm theo cách này của mình. Mình sẽ chia sẻ cho anh em. Có nhiều anh em sẽ không biết thì sẽ không xử lý được. Anh em nào biết rồi thì bỏ qua nhé. Thì đây mình cũng lấy cái dây quét cao cao nữa. Đây anh em nới cái lò xo ra. Nới lò xo ra đằng này. Anh em lấy một cái dây thít này, em có thể chỉnh tùy thích.
tùy theo xem nó ở mức độ nào, cảm thấy nó vừa tay thì anh em xử lý nhé. Vướng nhé. Anh em tùy chỉnh tùy theo nhé. Đây là mình thử được, còn nếu anh em muốn nó được chắc thì tất nhiên là anh em kiếm cái dây nào chắc chắn, dây thép thì nó sẽ chuẩn hơn. Đây là mình để thử cho anh em. Đây, thử. Mọi thứ vẫn ok nhé. Cái chỉnh cái dây ga này thì kể cả dòng 2 dây, dòng 2 dây thì anh em cũng chỉnh cho mình như thế. Thì thực ra thì có nhiều anh em biết rồi thì bỏ qua video này của mình. Anh em nào chưa biết thì nên xử lý cách này của mình. Thực ra thì chỉ để cho cái lò xo nó mềm mại hơn thì cái tay ga nó sẽ nhẹ hơn nha. Thì, thực ra thì cũng có nhiều anh em muốn mình làm những cái video đơn giản này thì để chia sẻ cho anh em, thì anh em có thể xử lý cho nhanh. Nhưng thực ra thì bỏ 2 dây đi thì có nhiều khách người ta sẽ không bao giờ đồng ý cho anh em bỏ ra. Bỏ 2 dây như thế thì nó đã làm ra cái loại có hồi dây ga như vậy thì thường thì nó sẽ có tác dụng. Mình chỉ cần làm cái cách như mình như này là ok. Thì anh em muốn chắc thì anh em cho nó sát hơn một chút nhé, cho nó sát hơn một chút, chứ để xa quá thì nó lại mềm quá, thì nhiều khi nó nhẹ quá thì cũng không chuẩn. Nếu phụ nữ người ta đi sẽ không chuẩn nhé. Đấy thì mình cũng chỉ muốn chia sẻ cho anh em cái hôm nay những cái đơn giản nhất để anh em xử lý cho nhanh thôi. Thì mình sẽ cố gắng làm những video chất lượng hơn và tốt hơn để chia sẻ cho anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều nhé.